Thưa quý vị, ngay sau khi xảy ra vụ sập cầu Phong Châu ở tỉnh Phú Thọ, vào sáng ngày 9 tháng 9, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đã chỉ đạo huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ, trang thiết bị để ứng cứu vụ sập cầu Phong Châu. Theo đó, lực lượng Lữ đoàn Công binh 543, Sư đoàn Bộ binh 316 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ cùng với các trang thiết bị chuyên dụng tham gia tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân. Lực lượng đã khẩn trương triển khai phương tiện, điều động cán bộ chiến sĩ tham gia cứu hộ cứu nạn. Trong đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ đã điều 3 xuồng cao tốc và hơn 200 cán bộ chiến sĩ tới khu vực cầu Phong Châu, khu vực phía hạ lưu. Quân khu 2 đã điều động hơn 300 cán bộ chiến sĩ triển khai lực lượng, phương tiện đến cứu hộ, cứu nạn nạn nhân vụ sập cầu nghiêm trọng. Chỉ đạo tại hiện trường, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phước yêu cầu các cơ quan nhanh chóng rà soát số lượng phương tiện nạn nhân. Khi nước cao sóng to thì các lực lượng tổ chức tìm kiếm ven bờ. Lúc điều kiện cho phép thì mở rộng phạm vi tìm kiếm. Bộ Quốc phòng trực tiếp là quân khu 2 làm cầu phao sớm nhất, tốt nhất để đảm bảo lưu thông và chủ trì công tác tìm kiếm cứu hộ. Bộ Giao thông Vận tải đánh giá nguyên nhân sập cầu, nghiên cứu xây dựng cầu mới đảm bảo vững chắc và lâu bền. Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3 trong 3 ngày nay trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã xảy ra mưa cục bộ với lượng mưa từ 100 đến 200 mm, gây ra lũ lớn trên các sông, suối và tình trạng sạt lở đất đá tại nhiều địa bàn, gây ách tắc cản trở giao thông và việc đi lại của nhân dân. Quốc lộ 4D là tuyến giao thông huyết mạch nối giữa tỉnh Lai Châu và Lào Cai và các tỉnh miền xuôi. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, từ chiều ngày 7 tháng 9 trên tuyến đường có hàng chục điểm sạt lở đất đá gây ách tắc giao thông. Trong đó, đoạn quốc lộ nghiêm trọng nhất thuộc địa phận tỉnh Lai Châu là km 85+700 thuộc khu vực cầu Kính Rồng Mây với trên 10.000 mét khối đất đá sạt lở làm toàn bộ tuyến giao thông bị tê liệt trong nhiều giờ. Sáng sớm đến đây thì sạt lở một quả đuôi xuống, sạt nhiều quá thì tắt đường, tôi đã tắt đây từ được mấy tiếng đồng hồ rồi nên là chắc là tôi cũng phải qua lại thôi. Ngay sau sự cố sạt lở xảy ra thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo lực lượng công an phối hợp với quân sự kết hợp với các đồng chí thanh tra giao thông và cảnh sát giao thông để phân luồng xe để hạn chế thấp nhất cái việc xe di chuyển lên cái địa bàn mà bị sạt lở. Bên cạnh đó, mưa lũ cũng đã làm tuyến quốc lộ 4H từ xã Mù Cảo, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu đi huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên với khối lượng đất đá sạt lở hàng chục nghìn mét khối gây chia cắt giao thông từ chiều tối ngày 7 tháng 9. Ngay sau khi xảy ra sạt lở, thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lai Châu, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã phối hợp với chính quyền các địa phương có điểm sạt lở kịp thời phân luồng để đảm bảo an toàn giao thông và hướng dẫn các phương tiện lưu thông thông suốt. Sở Giao thông đã chỉ đạo nhà thầu tăng cường máy móc cũng như là phương tiện để giải quyết cái tuyến đường hiện nay đang bị chịu ảnh hưởng và tắc đường lớn nhất là tại km 85+660 quốc lộ 4D. Tuy nhiên hiện nay là với khối lượng sạt lớn ước tính trên dưới khoảng 10.000 mét khối. Nhưng tuy nhiên hiện nay là chúng tôi phải sử dụng phương tiện để chở vận chuyển hót sụt, vận chuyển dọc lên, thời gian triển khai để thông đường cũng sẽ bị kéo dài. Trước ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu đã ban hành công điện số 08, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh chủ động ứng phó với tình hình mưa lũ trên địa bàn, tổ chức trực ban 24/24, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ để triển khai các phương án ứng phó kịp thời nhằm đảm bảo hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra. Ngoài ra, tiếp tục chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện trực tiếp xuống cơ sở, phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền đến nhân dân các biện pháp phòng chống bão lũ, nhất là tránh xa các khu vực có nguy cơ sạt lở cao, không vớt củi, đánh bắt cá trên các sông suối. Cùng với đó, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các đơn vị thi công đóng trên địa bàn nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai nhằm đảm bảo lưu thông cho người và phương tiện trong thời gian sớm nhất. Đồng thời, tiếp tục cảnh báo và đánh giá thiệt hại do mưa lũ gây ra. Dự báo hoàn lưu bão số 3 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp và gây mưa lớn, tiềm ẩn nguy cơ cao về sạt lở đất đá, lũ ống, lũ quét, gây thiệt hại tới người và tài sản, giao thông đi lại. Do đó, cần chủ động trong việc ứng phó với mưa lũ. Cũng do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 thì nhiều tỉnh miền núi phía Bắc có mưa to, ngập lụt nghiêm trọng. Ngành điện chủ động cắt điện một số khu vực tại Lào Cai, Cao Bằng, Bắc Cạn khi nước lũ dâng cao, khiến cho hàng trăm nghìn người dân bị mất điện. Tại Lào Cai, đến 10 giờ, công ty điện lực đã cắt trên 600 trạm biến áp hạ thế, tương ứng hơn 100.000 khách hàng bị mất điện. Hiện điện lực Lào Cai huy động tối đa nhân lực, ứng trực để khắc phục hậu quả do cơn bão gây ra.
khoảng 13.650 khách hàng ở Cao Bằng bị mất điện, trong đó huyện Nguyên Bình, Bảo Lạc bị cô lập bởi lũ, mất tín hiệu sóng điện thoại. Nguồn điện cho các trạm bơm tiêu úng tại tỉnh này vẫn được duy trì. Tại Bắc Cạn, nhiều cột điện hạ thế bị sạt lở, gãy đổ. Điện lực huyện Ba Bể buộc ngừng cấp điện, 18 trạm biến áp khiến 2.540 khách hàng bị ảnh hưởng. Trước đó, do ảnh hưởng của bão số 3, hệ thống điện tại nhiều địa phương bị tê liệt diện rộng do 10 sự cố đường dây 500kV, 35 đường dây 220kV, 9 trạm biến áp 220/500kV và 97 đường dây 110kV do các điện lực địa phương đảm trách vận hành. Hiện các sự cố này đã được khắc phục. Theo Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, hơn 5,7 triệu khách hàng bị cắt điện do bão. Trước tác động nặng nề của cơn bão số 3 và mưa lũ tại miền Bắc, Ngân hàng Nhà nước vừa chỉ đạo các tổ chức tín dụng, các chi nhánh, phòng giao dịch rà soát tổng hợp thiệt hại của khách hàng đang vay vốn để có biện pháp gỡ khó cho khách hàng. Theo Ngân hàng Nhà nước, từ ngày 6 tháng 9 đến nay, cơn bão số 3 đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của nhân dân. Để kịp thời hỗ trợ khách hàng vượt qua khó khăn, khôi phục lại sản xuất kinh doanh, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và chi nhánh ngân hàng chi nhánh các tỉnh thành chịu ảnh hưởng của mưa bão, chỉ đạo các chi nhánh, phòng giao dịch rà soát tổng hợp thiệt hại của khách hàng đang vay vốn để kịp thời áp dụng các biện pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho khách hàng. Cụ thể, các tổ chức tín dụng cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn giảm lãi vay, tiếp tục cho vay mới khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão theo các quy định hiện hành, thực hiện xử lý nợ đối với khách hàng bị thiệt hại về vốn vay do cơn bão số 3. Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước các chi nhánh tỉnh thành đánh giá thiệt hại vốn vay của khách hàng và kết quả bước đầu triển khai thực hiện các giải pháp hỗ trợ của ngành ngân hàng trước ngày 20 tháng 9. Thưa quý vị, báo cáo nhanh của Công ty Cây Xanh Hà Nội, toàn thành phố đã ghi nhận hơn 25.000 cây đổ và cành bị gãy. Và cây đổ xảy ra chủ yếu ở tại các khu vực Hoàng Mai, Long Biên, Gia Lâm, Đông Anh và Nam Từ Liêm, gây thiệt hại nghiêm trọng cho người dân, phương tiện giao thông cũng như là cơ sở hạ tầng. Và nhân viên của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công viên cây xanh thành phố Hồ Chí Minh và trung tâm công viên cây xanh Huế mang theo phương tiện máy móc để hỗ trợ thành phố Hà Nội, Hải Phòng trong việc khắc phục hậu quả cơn bão số 3. 16 cán bộ công nhân của trung tâm công viên cây xanh Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế đã lên đường ra Hà Nội để hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 3. Trung tâm cũng điều 2 xe cầu chuyên dụng cùng nhiều trang thiết bị tăng cường hỗ trợ thành phố Hà Nội. Vừa đến nơi, đoàn công tác đã cùng các đồng nghiệp ở Hà Nội khẩn trương thu dọn, trồng lại những cây xanh bị ngã đổ. Trung tâm công viên cây xanh Huế cho biết đoàn đi với tinh thần hết việc mới về và kinh phí do đơn vị tự túc. Trong khi đó, Đại học Huế cho biết đã dừng kế hoạch đưa 100 sinh viên tình nguyện ra các tỉnh phía Bắc giúp người dân khắc phục hậu quả mưa bão. Nguyên nhân là do thời tiết tại khu vực này cũng đang có nhiều diễn biến phức tạp. Vào sáng ngày 9 tháng 9, gần 50 nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công viên cây xanh thành phố Hồ Chí Minh đã lên đường đến Hà Nội và Hải Phòng để hỗ trợ khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 vừa gây ra. Đoàn sẽ hỗ trợ hai địa phương này trong việc dọn dẹp các cây xanh ngã đổ cho đến khi khắc phục xong các sự cố liên quan. Khi bão số 3 đổ bộ, nhiều gia đình sống trong các chung cư cao tầng tại Hà Nội chia sẻ rất lo lắng và bức xúc khi bị nứt tường và vỡ kính, thậm chí là sập cả tầng. Và vì sao lại có tình trạng này? Thì sau đây là một số lý giải của các chuyên gia. Theo ông Lê Văn Thịnh, nguyên trưởng phòng quản lý chất lượng công trình xây dựng 1, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng Bộ Xây dựng, hiện tượng các nhà chung cư vừa qua trong bão tại Hà Nội, Quảng Ninh cho thấy liên kết khung và kết cấu bao che hoặc liên kết vào hệ thống chịu lực là kém. Chuyên gia này cho rằng cần phải thấy rõ trách nhiệm của các chủ thể, từ chủ đầu tư, nhà thầu thiết kế, nhà thầu thi công xây dựng đến nhà thầu giám sát. Có thể thấy tất cả công trình này đều thi công không đúng quy chuẩn chứ không phải là quy chuẩn lỗi thời. Thực tế là bất kể một tòa nhà hay là một công trình đều có kết cấu chịu lực, kết cấu bao che. Kết cấu bao che rất quan trọng, nhưng nếu quên hoặc tính toán không kỹ lưỡng thì vô cùng nguy hiểm. Để giảm thiểu thiệt hại cho công trình khi có mưa bão, các chủ sở hữu phải thực hiện đúng trách nhiệm, làm tốt từ khâu thiết kế, chọn vật liệu đến thi công, giám sát và nghiệm thu rất chặt chẽ. Ngoài ra khi khai thác sử dụng, công tác bảo trì rất quan trọng. Nếu công tác kiểm tra bảo trì được thực hiện định kỳ thường xuyên thì có thể tránh được các trường hợp rủi ro đáng tiếc. Chưa cần bão, việc kiểm tra gia cố được thực hiện cũng sẽ góp phần làm giảm thiểu thiệt hại.